Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Hưng Yên đã bàn giao 34 trên 34 móng cột đường dây 500 kV dự án mạch 3 đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối tỉnh Hưng Yên. Có mặt bằng sạch đang được các nhà thầu gấp rút thi công không kể ngày đêm và thời tiết bất thuận. Thị xã Mỹ Hào có nhiều móng cọc và số hộ nằm trong hành lang an toàn điện lớn nhất với 21 móng và huyện Văn Lâm có 13 móng cọc hiện đang được các nhà thầu và hai địa phương này gấp rút thi công và triển khai các phần việc tiếp theo. Thời tiết đang mưa gió như thế này, anh em chúng tôi vẫn sẵn sàng, không ngừng nghỉ, không quản ngại ngày đêm đào móng, mở móng. Những cái vị trí mà không có móng cọc thì chúng tôi đã thi công như anh đã biết, ấy, cũng buộc cốt thép đào móng hết rồi. Và những vị trí đang có móng cọc thì chúng tôi đang thi công triển khai, ví dụ như móng này là chúng tôi thi công xong rồi. Còn đối với vị trí hành lang thì chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thu hồi đối với các vị trí liên quan trên hành lang. Thì đến hiện tại thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã cũng đã cử cán bộ và đang kiểm đếm đo đạc đối với các vị trí trên địa bàn xã phường có hành lang điện đi qua. Trên 95% móng cọc đã được thi công, trong đó 17 trên 34 móng cọc đã được đổ bê tông hoặc đan sắt như thế này. Đây là 9 vị trí móng cọc đang thi công trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Còn đây là hình ảnh tại móng cọc số 317. Thuộc địa bàn xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. 16 móng cọc khác đang được nhà thầu thi công đường vào sau khi thuê được đất của nhân dân, còn duy nhất móng cọc được bàn giao cuối cùng số 295 thuộc địa bàn xã Ngọc Lâm vừa được bàn giao sáng ngày 24 tháng 2. Đại diện Ban Đền bù Giải phóng Mặt bằng Tổng Công ty Truyền tải Điện Biên Bắc khẳng định với tiến độ này, các đơn vị sẽ đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra. Đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu thi công làm 3K4 kíp để thực hiện cái đẩy nhanh cái công tác thi công các vị trí móng trên móng cột để phấn đấu để hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Nhà thầu đang tiếp tục thực hiện công tác đền bù đất mượn thi công cũng làm đường vào các vị trí móng cột. Có mặt bằng là thi công và với sự quyết tâm của hai địa phương Mỹ Hào và Văn Lâm trong công tác giải phóng mặt bằng của các đơn vị thi công sẽ góp phần đảm bảo đóng điện mạch 3 đường dây 500 kV Nam Định phố nối theo kế hoạch nhằm đảm bảo điện sản xuất và sinh hoạt trong mùa nắng nóng năm nay.